cuối thân dậu y như thượng cổ. Đây thầy nói cuối là cuối cùng là chấm dứt, cuối thân dậu y như là êm đềm trở lại chứ chưa chưa có qua đời thượng cổ, cho nên thầy nói y như thượng cổ là êm đềm trở lại thôi chứ chưa qua đời thượng cổ. Thời nhân sanh hết khổ đến nay, tới đây nhân là người sanh, là sanh chúng mình hết khổ rồi, bây giờ đến mai rồi. Bây giờ đế vương xuất thế là ngài, đế vương là ông vua mà xuất tại thế gian này là ngài dậu. Đế vương xuất tại thế gian này là ngài dậu mới phải chữ chữ dậu mới thân. Chỗ này ông nói ngày dậu mà tháng thân là tháng 7. Dậu thân bình trị trong ngoài âu ca. Đó là qua những lời năm lần thân dậu của thầy đã thúc giục chúng ta, đó là nó trải qua bao qua nhiều cái màn lớp, qua nhiều cái thời kỳ. Quan cửu thần chư vị, sơn thần chư vị, năm non bảy núi cảm ơn chứng minh gia hộ trì cho chúng con. Hôm nay cũng của một nhân viên, con nhắc lại những lời châu ngọc cũng như giáo pháp của Đức Phật Đức Thầy để cùng bước đường tiến hóa trên con đường tu học. Mà Đức Thầy cũng thúc giục chúng ta qua nhiều nơi nhiều chỗ á. Thầy nói đời cùng tu gấp mới kịp thì. Đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con nói cho bổn đạo lòng son ghi lời, để sao đến việc biết đời bây giờ chưa thấy nói thời thông tin. Hoặc giả là tu kiếp kiếp, nếu không kẻo trễ chừng đối đầu khó kiếm đi cùng. Tu kiếp kiếp mà tu mau mau á, nếu không tu mau mau là kẻo trễ chừng đối đầu là chừng đụng vô cảnh rồi thì khó kiếm điên khùng, là khó kiếm được Đức Phật Đức Thầy. Hoặc giả là đời nay mỏng tợ màn thưa, khuyên trong đây thứ chẳng thừa một câu. Đời nay là đời này, thầy nói dí mỏng như màn thưa rồi. Khuyên trong đây thứ, chữ khuyên là dạy, dạy trong đây thứ là dạy mình đây, không có thừa một câu là không như. Hoặc giả thầy còn thúc giục thêm là mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sinh còn khó lập thân hội này. Chữ mau mau là lẹ lẹ mà kiếp kiếp là gấp rút, thầy thúc giục chúng ta luôn tu hành lẹ lẹ rồi gấp rút mới kịp với thời kỳ này. Qua những câu mà thầy thúc giục như vậy thì ở đây tôi xin nhắc lại đó, thầy có tiên tri, nghĩa là 4 lần đưa vô một chỗ, mà thầy tri từ năm mẹo này đi dài tới đó. Thầy nói mẹo đã hết, tất nhiên năm mẹo là năm mèo này, năm 23 này đã hết, rồng ba dơ dẫn, rồng là bước qua thình, là năm 24 khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau, thầy nói khắp cả hoàn cầu thế giới này nghịch hết. Lê dân trăm họ sáu sào, lê dân là lê thứ của dân mình, mà trăm họ là con rồng cháu tiên và giống hồng lạc đấy, là sáu sào là không còn yên ổn. Nhưng mà rã rời phụ tử, rã rời phụ tử là cha với con rã rời, máu đào nhuộm tuôn, thương quá sức bắt cuồng tâm não, quyết cứu đời dùng đạo phổ thông. Đó là một câu thầy tiên tri như vậy. Một đoạn khác trong những bài thi thầy cũng nói thêm cũng y như vậy, nhưng mà cái ý thì nó cũng một, nhưng mà lời văn nó khác. Thầy nói mèo lui, mèo lui mèo cũng hết, rồng tới, rồng tới là bước qua thình, bay dơ dẫn, nói thế giới chiến tranh nổ khắp bùng, nói cả thế giới này chiến tranh luôn, nổ khắp bùng, mùng 1 năm nay rõ thiệt thình, mùng 1 của năm thình luôn, hẹn cùng non nước dẫn linh ninh, cố chí ước mơ gìn đạo đức, mặt tình bá tánh chẳng thèm tin. Đó là qua những cái câu thầy đã thúc giục chúng ta. 2 câu vô một chỗ cũng y theo một ý. Qua một câu thứ 3 này nói đó, như vậy á, long dĩ xà đầu khổ chiến tranh. Vậy long là cũng là rồng, dĩ là đuôi, xà là rắn, đầu là đầu con rắn, đuôi con rồng là đầu con rắn. Như vậy á, có năm thìn là năm 24, năm rồng đầu con rắn là đầu năm tỷ 25. Thầy nói long dĩ xà đầu khổ chiến tranh, khổ đây là khổ vì chiến tranh là giặc giả, càng qua xứ xứ khổ đau binh, càng qua là binh lửa sát sanh linh đó. Càng qua là binh lửa, xứ xứ từ đâu tới đâu, xứ xứ là từ đâu tới đâu, khổ đau binh. Mà thầy nói mã đề dương cước anh hùng trận, mã là ngựa, đề là đầu, đầu con ngựa là đầu cái năm 26 là năm ngọ, năm ngựa. Vậy á, trang qua xứ xứ khổ đau binh, mã đề dương cước anh hùng trận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Thân là năm 28, dậu 29, niên lai là trở lại, hai cái năm này trở lại, kiến là ngó thấy, mà thái bình là bình yên trở lại. Đó là qua những cái câu, tất cả kinh Đức Thầy nói trong kinh sấm đều là 4 câu vô nhồi một chỗ. Bên chữ thánh cũng nói thêm, nó nói nương theo rồng rắn lần lần, ông cũng nói y vô cái đây, chữ thánh cũng nói y vô. Nương theo rồng là thìn, rắn là tỵ, 24, 25, lần lần là đi dài tới nữa mới tới cọp trâu linh tánh quá thần thăng thiên. Vậy đó, cọp là năm là 34, trâu là năm 33,
cọp trâu linh tránh quá thần thăng thiên, mắt xem điểm ứng thánh tiên, đâu đâu đều thấy chi yêu huỳnh cờ, tới đây là chiêu an. Huỳnh cờ là cây cờ vàng, tất nhiên ông ba ông về là chiêu an ở mộ ba. Đó là qua những cái câu này đã tất cả kinh sấm đều cũng nói ghim vô đây là một. Như vậy đó, tôi muốn nhắc thêm đó, bên sấm triền của Phật Thầy mà Đức Thầy nhắc trong Nguyễn Tư, những sấm triền xưa của Phật Thầy dân gián kiếm mà tri thì biết, xưa để lại nhiều câu thảm thiết mà nào ai có biết để lòng. Việc thiên cơ nói rất não nồng, câu hữu lý bá tòng khó sánh. Câu hữu lý là có lý, cái bá cái tòng khó sánh bằng cái cuốn sấm triền này. Ý là Đức Thầy giới thiệu cuốn sấm triền này ở trong cái Nguyễn Tư. Nhưng mà trong sấm triền nó có nói đó, qua những cái câu mà trong cái quyển 3 đó, như vậy đó Thầy cũng tiên tri vào là tháng 3 bá tánh khóc rồng. Thầy nói tháng 3 mà không biết tháng 3 nào. Thầy nói tháng 3 bá tánh khóc rồng, bị Tần nó giết máu hồng tuôn rơi. Tần đây là miên. Tháng 5 tháng 6 rụng rời, tháng 7 tháng 8 mới sửa đời bá gia. Lớp binh khí lớp binh ma, lớp nào ban trái lớp nào binh dương. Mùa màng thất bát thảm thương, ngó lên bảy núi Tư Lương. Trong lòng có khi lửa trái phập phồng, trái lên núi cấm trái dòng đậu ôm. Tháng 10 giặc đánh có chòm, chúng sanh phải ráng lo phương tu hành. Đó là qua những cái câu mà Đức Sấm Triền cũng nói như vậy. Như vậy tôi nghĩ ông nói tháng 3 bá đánh khóc rồng, nó bị Tần nó giết máu hồng tuôn rơi. Tần ở đây là muốn nói thằng Miên. Mà tháng 3 này theo tôi nghĩ ở chỗ này không có nói chỗ tháng 3 nào, mà tôi nghĩ là tháng 3 của năm tỵ, năm Ất Tỵ 25. Bởi vì qua những cái đoạn khác giảng xưa cũng nói đó, ngay năm tỵ Thầy nói giảng xưa nói con rắn nó cắn nhất mình. Con rắn là cái năm 25 năm tỵ nó cắn nhất mình, diệt thình lình sấm vậy. Ý ông nói sấm nổ đầu năm tỵ. Như vậy đó. Một cái đoạn khác nữa ông nói đó, cũng nói về cái phần cái năm tỵ nữa là, nghĩa là năm tỵ ra sấm thình lình. Cái này nói ra sấm chứ không phải là nói sấm nổ nghe. Nó nói ra sấm mà không biết nó có ý nghĩa như thế nào, mà ông nói năm tỵ ra sấm thịnh linh, nhân dân sao xiến nước mình có vua. Vậy ông nói nhân dân là mình đây, sao xiến nước mình có vua. Chắc có lẽ ở đây cái năm tỵ này là cái năm trước đây đó, hồi thầy trước đây thầy chưa ra đời, mà ông đức vua ra đời hồi ông sư giải hồi trước đó. Như vậy đó, qua những cái đoạn khác cũng là ghim vô đây nữa. Như vậy đó, ông nói sấm nổ ngay chỗ này. Như vậy là Tần ban hậu hận tiên du động, cái chỗ này là cái chỗ miên xuống mà Đức Thầy nói trong cái 8 câu, trong cái bài là thi, trong cái bài thi 8 câu của Đức Thầy. Đó. Như vậy thì nghĩa là đầu tiên đó, nếu ở trên nó xuống á, là nó xuống ở kinh chợ Kinh Sáng Tân Châu, đi qua Châu Đốc. Như vậy nó đi đường đó, nó đi xuống chợ Kinh Sáng, nó đụng sông lớn là qua Châu Đốc. Cho nên Tứ Thánh mới mô tả sao mày không xuống chợ Kinh. Chợ Kinh đây là chợ Kinh Sáng Tân Châu, đi qua Châu Đốc Trà Vinh trở về. Đi qua Châu Đốc và tới Trà Vinh là hết cái xứ của thằng Miên này, nó trở về. Chú này mày xếp nhà nghề, đi đó có bốn nước đi theo, trong đó có thằng Trung Quốc, nó xúi đi đâu, nó xúi thằng Miên đi đâu. Như vậy đó, đi qua Châu Đốc Trà Vinh trở đầy, chú này mày thiệt nhà nghề, chú là chú dạch, cô son lạc thấn mày mê chú thầy. Mày ham mua guốc mua dài, mua rau cá chốt, cặm mày cá chê, ham chi cô bảy mày mê, chú mày bảy chục mà con dê có trà. Đó là qua những cái câu cũng là Trứ Thánh cũng mô tả như vậy. Đó. Còn Đức Thầy đó trong cái bài Lỵ Tam Châu cũng y như cái ý này. Như Tam Châu hữu ngạn lỵ nhỏ xa, Tam Châu là ba cái châu, hữu là bên bờ mặt, ngạn là trên bờ, bên bờ mặt là bờ Châu Đốc đi xuống gọi là bên bờ mặt, hữu ngạn lỵ nhỏ xa là khóc rồng. Mà cái gì phải khóc rồng đây? Ông nói thập bát chư bang động can qua, thập bát là 18 nước, chư bang là các nước, động can qua, chữ can là nó qua chiến tranh đó, can qua binh lửa sát linh linh đó. Như vậy lê dân mãnh thú trừ tàn ác, lê dân là lê thứ của dân mình, mãnh thú là những con thú đó, trừ những người hung bạo ngược ngang gọi là những người tàn ác đó. Lê thứ hậu lai khổ thiết tha, lê thứ là dân mình, hậu là sau lai là trở lại gặp cái cảnh khổ này thiết tha. Mà khổ gì cái gì đây? Ông nói Miên nè, Tần ban hậu hận tiên du động. Tần ban là nước Miên, hậu là sau này nó hận mình, tiên là nó đi đầu du động, năm nước bốn nước đi theo nó sau lưng,
đó là Nam Quốc Lương Dân Kiến Linh Sa. Nam Quốc là Lê Thứ của dân mình, chữ Kiến là ngó thấy, Linh Sa là xác chết, mà chết nhiều hay ít đây, ông nói chết đông người, chết Phòng Hoa Đô Hội Lưu Giang Quyết. Phòng Hoa Đô Hội là đông người, mà Lưu là Châu, chữ Giang là sông, chữ Quyết là máu, chết máu chảy như sông. Nhưng mà chết dư đảng dọc ngang cấp Maha. Dư đảng là nhiều cái ngã ngang dọc lẫy lừng, chữ cấp là gấp rút, chữ Maha là đại đạo. Thầy thúc giục chúng ta phải trở về con đường đại đạo, tu gấp rút mới kịp với thời kỳ này. Đó là qua những cái lời của ở trong cái bài Lũy Tam Châu mà Đức Thầy nói, cũng ăn vô một cái đoạn Tứ Thánh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó, khi mà qua những cái trận mà đầu tiên là qua năm nước đó, như vậy là Tứ Thánh mô tả qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo máu tràn thành sông, cái lộ văn giáo từ nhà bàn chạy vào núi cấm, cái tới mới tới đổi nhật đổi nguyệt đổi phong. Đổi nhật là đổi mặt trời, đổi nguyệt là đổi mặt trăng, đổi phong là đổi gió luôn, đổi năm đổi tháng đổi trong ngày giờ, đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn đổi bãi, đổi cờ năm ban, trời xây u á bốn phan, nước tràn bờ khỏi khó an, thời kỳ chuyển lưng bỏ bực viên thi, ngửa nghiêng trời đất mới lập kỳ thượng nguyên hùng ngân, chứ không phải bình thường đưa không mà yên ổn gì mà lập lại được. Cũng trải qua một trận cuồng ba sóng dậy sắp chấp nhân sanh, sẽ thấy việc chi trời đà sắp đặt ly kỳ, đến ngoài trả quả ầm mì biết bao. Như vậy thì qua những tất cả những kinh sấm đều ghim vô ở trong này, mà tôi ở đây tôi xin thân cái trong cái bài Thiên Lý Ca cũng nói vô đồng vòng này nữa. Cái bài Thiên Lý Ca nó nói đến thân dậu thánh thần náo động, đến đây là đầu tiên. Như vậy là thân năm 44 dậu 45 mà thánh thần còn náo động, cái mốc này là cái mốc trước đây. Ông nói dài dài tới 5 lần thân dậu lần, mà 4 lần thân dậu lấy 1 lần thân dậu ngày luôn. Là ông nói đến thân dậu thánh thần náo động là cái mốc này, tôi nghĩ là đệ nhị năm 45 rồi, nó qua rồi. Thảm cho trần nhà trống ruộng quang, chứ thảm là khổ, mà cho trần là chúng sanh mình nhà bỏ trống mà ruộng bỏ quang, mới tiếng than lị ngọc nhỏ tràn, nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Nạn tai là dồn dập là nó tới tấp mà sớm làng còn chi. Thầy than đã khuyên hết rồi, gặp nó nhiều cái cảnh khổ quá rồi, thầy mới khuyên mình tu hành. Bởi vì cái mốc 45 nó còn đi diễn biến dài 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 tới đây, nhiều cái cảnh khổ nữa, thầy mới khuyên tu. Còn cái mốc chốt này bây giờ thì đâu có còn gì nữa mà khuyên tu. Cho nên tôi nghĩ cái mốc này đầu tiên là vô mốc 45 rồi. Mới khuyên sanh cúng ráng ghi mối đạo, khuyên sanh chúng là khuyên mình đây, ráng ghi nhớ cái mối đạo lòng hằng lo ngay thảo người con. Tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên thân dậu mất còn sẽ thân, trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bá khắp tràn hạ dân. Tam thiên lục bá là 3600 mối đạo của trời mở cửa quỷ vương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu thế, kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ vương đi đứng nửa lần xem trên tuổi chúng sanh nó biết. Đó là cái mốc đầu tiên mà ông nói đến thân dậu mốc đệ nhị thứ năm. Cuối niên thân dậu mất còn sẽ thân. Vậy cuối niên đây thân là 205, 204. Dậu 205 mất còn sẽ thân là sửa sạn thân, chứ chưa có thân. Chữ sẽ này chưa có thân. Liền theo đó trong một giáp ăn người chi tính là trúng một giáp là thánh nhân là 61 năm. Từ 45 lại 205 là đúng một giáp 61 năm. Sẽ thân là chưa có thân. Bây giờ thầy nói cái mốc thứ nhì, đến thân dậu cơ trời thấy lộ. Bây giờ đến thân đây, tôi nghĩ cái mốc thứ nhì này đó, đầu tiên đó, đến là vào đầu tiên, đến thân là giờ 16, dậu là 17, cơ trời thấy lộ. Vậy 2016 là năm thân 2016 năm thân 2017 là năm dậu. Đến thân dậu cơ trời thấy lộ thì quý vị tất cả kinh sấm đồ nói đó, thì bây giờ tất cả ở thế giới đều cái gì nó cũng lộ ra hết rồi quý vị, không còn sót cái gì nữa hết. Tất cả các nước bây giờ nó ra nó tranh chấp ở ngoài biển Đông rồi, là tất cả thế giới này các nước nó đem súng ống đạn dược gì nó cũng là tranh chấp với nhau, mà Đức Thầy đã nhiều lời thầy nói và thầy khuyên mình sẽ thân. Liền theo đó trong một giáp ăn người cuối niên thân dậu cơ trời thấy lộ, hết đao binh mới quy cổ diệt kim. Chừng nào hết đao binh, hết khói lửa, hết chiến tranh mới quy là về đời thượng cổ, mới diệt là tiêu đời kim này. Thầy mới nói dài dài tới đây, thầy nói gia vô bế hậu im liềm là pháp môn bế mạc, lập thành mối đạo rõ điểm chưa kia, thời dân chứng danh uy hậu thế, Phật thánh tiên kèm chế lập thành, diệt đà lập chánh rành rành ba màu, nắm chặt năm thành sự thân. Cuối thân dậu y như thượng cổ, đây thầy nói cuối là cuối cùng là chấm dứt. Cuối thân dậu y như là êm đềm trở lợi chứ chưa
chưa có qua đời thượng cổ, cho nên thầy nó y như thượng cổ là êm đềm trở lại thôi chứ chưa qua đời thượng cổ. Thời nhân sanh hết khổ đến nay, tới đây nhân là người sanh, là sanh chúng mình hết khổ rồi, bây giờ đến mai rồi. Bây giờ đế vương xuất thế là ngài, đế vương là ông vua, mà xuất tại thế gian này là ngài Dậu. Đế vương xuất tại thế gian này là ngài Dậu, mới phải chữ chữ Dậu mới thân. Chỗ này ông nói ngài Dậu mà tháng thân là tháng 7. Dậu thân bình trị trong ngoài Âu Ca. Đó là qua những lời năm lần thân Dậu của thầy đã thúc giục chúng ta, đó là nó trải qua bao qua nhiều cái màn lớp, qua nhiều cái thời kỳ. Như vậy đó, cũng ăn tất cả kinh sấm rồi đó, đó. Đó tất cả kinh sấm đều cũng ghim vô trong cái dòng này hết, không có kinh sấm nào cũng ghim vô đây hết, chứ trong hệ Bổ Sơ Kỳ Hương đều tất cả đâu. Bây giờ tôi nhắc lại đó, ông Trạng Trình ông cũng nói cái dòng này nè, nó khổ từ cái bước đầu, cái chỗ này, cái mốc này ông nói đó. Canh tân sực nứt mùa hèm, chỗ này ông nói bên Thiên Can nha, canh là canh Tý năm 2020, tân là tân Sửu 2021, sực nứt mùa hèm. Quý vị coi cái mấy cái này qua rồi đó, có phải sực nứt mùa hèm không? Bây giờ ông nói tới nè, nhâm quý đang lãng ngoài đem binh vào, nhâm là nhâm dần, quý là quý mẹo nha, quý mẹo này ông nói đang lãng ngoài đem binh vào, ở ngoài đem binh vô, nhưng mà ông chỉ ngay cái năm thành nữa. Chỗ này nói bên Thiên Can, còn cái đầu nãy nói tất cả bên địa chi đó. Giáp thời thấy rõ bên đâu, mà giáp ở đây là ngay cái giáp thành, năm 24 là năm giáp thành. Giáp thời thấy rõ bên đâu cũng nói chiến tranh ngay cái năm thành nữa. Ất niên chiến quả xâm vào Tràng Lan, Ất niên là cái năm Ất Tỵ năm 25, chiến quả là khởi chiến mà xâm vào ở ngoài, nó xâm vào Tràng Lan là nó điệu hết, nó không còn thiếu chỗ nào hết, nó mới gọi là xâm vào Tràng Lan. Thiên tai chiến sự đo đoan, thiên tai là cái tai ách quả của trời, chiến sự là đo đoan là nó quá nhiều, nó bề bộn là quá nhiều đi, đo đoan là. Thành thử ra tất cả kinh sấm đều ghim vô đây, tất cả đều là trở lợi, cũng không khác ở trong cái dòng này. Bây giờ đó, ông Sư Giải Bán Khoai, ông cũng nói luôn, ông nói bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ. Có nghĩa là bây giờ ông không có giấu nữa, nói hết ra. Từ đây sắp đến không lâu mà chờ, ông nói bắt đầu, ông nói nè, năm dần nhiều nỗi bơ vơ, năm dần phải qua nhiều nỗi không? Bây giờ bước qua năm mẹo như trời rối cuồng, cái năm mẹo này mà như cuồng tơ mà rối nghe, gỡ không có được. Ý cũng nói ngay cái năm mẹo trải lên. Năm mẹo tháng mẹo chưa buồn. Năm mẹo cái tháng mẹo là tháng 2, chưa có buồn. Năm mẹo tháng hợi mới lụy tuôn dầm về, tháng hợi là tháng 10 nghe, lụy tuôn là khóc rồng đó. Dầm về là khóc rồng. Vậy mà chưa mấy quê, ông nói á, trung ương rồng lộn mấy ê hề thay phân. Quý vị coi thấy không? Tất cả kinh sấm nếu thầy tứ thánh đồ cũng ghim vô từ năm thìn năm rồng này ra là dài tới là chiến tranh rồi. Hai cái năm này, năm rồng và năm tỷ, hai cái năm là chiến tranh toàn cầu luôn. Hai cái năm này đầu tiên là chiến tranh, hai năm này vậy mà chưa mấy ue, trung ương rồng lộ mới hề thay phơi mới trở lại, nó mèo kêu giết tới sầu bi, từ cái năm mèo này là thúc rồi, nó không còn là cách khoản nữa. Mèo kêu giết tới sầu bi, tới gà về ổ mới dậu thời bình an. Mà gà đây là năm mà kỷ, mà năm kỷ dậu, năm 29 dậu thời bình an, là dậu là tháng 8 của năm 29, mà ông Sư Giải ông đóng hai cái can địa chi, địa can địa chi chung đó là trong một cái mốc này. Ông nói quý dậu có Phật ta bà, quý dậu là có Phật, là có quý dậu là tháng 8 của năm 29 mới có quý dậu, có Phật ta bà, thái bình bá tánh nhà nhà ấm no. Quý dậu chư Phật ta bà, vạn dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Đây là ông đóng hai lần quý dậu cũng đi ngay vô ở trong cái tháng 8, và cái năm kỷ dậu là tháng 8, tháng quý dậu cũng nói cái năm dậu là tới tháng 8 là im ẩn, im điềm trả lời. Như vậy đó, qua những cái mốc á, theo mà đức thầy và tất cả kinh sấm ông ba đồ cũng nói là tất cả thế giới ở đây sắp tới đây đó, khi mà xảy ra đầu tiên là sấm vang, là sấm nổ. Mà đức thầy nói sấm vang thì lộ bản vàng chư nhu thế giới mới khắp tràn đến thi, sấm nổ đền đài lộ vẻ thập bát quốc 18 nước chư hầu mới kéo qua giành xé. Mà đức thầy nó quân phiên tham báo xa gần cũ qua, tranh phân cho rõ đại ba cùng nhau giành giật mới là thầy phơi. Hoặc giả thầy nói 18 nước là thập bát quốc, là 18 nước thập bát quốc làm hội đầu sơn. Đầu sơn là đầu núi, thăng thiên độn thổ nhờ Phật trời.
chừng nào núi cấm quá lâu thì ni mới thấy nhiệm màu của ta, chừng bảy núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ nhân ơi tu hành ắt được thảnh thơi, lại xem được ngọc được trời báo thai. Đó là qua những cái câu mà đức thầy cũng thúc giục nói, và đồng thời thầy cũng mở ra cái ý là sấm nổ đền đài lộ vẻ. Vậy thì bên ông ba ông cũng nói á, theo tôi xem bên ông ba đó thì nổ tới ba đợt lận, sấm nổ tới ba đợt lận. Như vậy đó thì á, thầy nói Phật độ thảo thận hiệp hòa, độ ngang độ dọc Phật mà độ đâu, Phật độ cho mắt con trâu, tam thinh xuất hiện mà đâu đâu với mình, tam thinh là ba tiếng mà xuất hiện là nổ lên mới đâu đâu giữa mình. Khi nổ rồi đó, nói hào quang chiếu sáng năm ban, hào quang là cái đồ thơ của Đức Quảng Sư nói trên đỉnh đầu có cái cột cờ, có cái viên ngọc phủ lư, nó mới chiếu mới sáng rực cả đất nhất năm nam. Mà ông ba mới mô tả hào quang chiếu sáng năm ban, đuổi trâu mới ngó thấy, nó tan quang sớm đàn. Rồi nói đuổi trâu gặp cọp rần rần, mười phần xác bảy tám phần người ơi. Tứ Thánh nói thế gian chớ khá cởi trâu, thế gian là mình chớ khá cởi trâu, là đừng có bỏ qua con trâu này, hai sừng nó nhọn nó đâu để mình. Ông ba nói từ lệnh phụ xe loan chuyển bánh, từ cái lệnh của Đức Thích Ca Mâu Ni trợ phụ á, cái lệnh cho xe loan là xe vua chở bánh là trở lại, khiến loạn ly bá tánh đảo quyền. Khi thời buổi này loạn ly bá tánh là mình đây đảo quyền, những trâu xả lan nhiều kẻ trách phiền, con trâu mà rút mũi xả lan nó nhiều kẻ trách phiền, mới ngưu phùng hổ mới đáo miền lao lý. Con trâu xả lan là ý muốn nói qua bên dần, nó không còn bằng bên con trâu nữa, xả lan nhiều kẻ trách phiền, ngưu phùng hổ mới đáo miền lao lý, chí mẹo dần Phật ký hiện ra. Vậy đó thì qua những cái lời tất cả cũng nói đầu tiên lên vậy đó. Nhưng mà tôi nghĩ đó, ông ba ông nói nè, con trâu này tôi bắt là con trâu tháng, trâu tháng chạp, tháng là sửu là tháng dần, tháng giêng là tháng chạp, tháng 12 là tháng con trâu, tháng sửu, tháng giêng là tháng con cọp, tháng sửu là tháng già, mà sợ tháng 12 là tháng sửu. Nhưng mà trên đó ông nói Phật độ cho mắt con trâu, tam thinh xuất hiện, mắt con trâu là hết con trâu, mà bước qua dần là tam thinh xuất hiện mới đâu đâu giữa mình, và ba tiếng đầu tiên. Như vậy đó ông ba nói thấy sao trâu nhỏ ngó trời, con trâu nhỏ là con trâu tháng, con trâu lớn là cho năm, trâu lớn của Phật cởi thời kỷ la, con trâu lớn là nó cởi là đi qua khỏi trâu, không dè đại thánh ngày ra, ngày ra bất tử triệt đa không dè, không nếp có đậu có mè, không dừa thì để sao hè mà coi. Đó là qua những cái câu đó cũng nói như vậy. Bây giờ ở đây đó, như vậy đó cũng nói mà đoạn khác ông ba cũng nói thêm nữa là trâu tôi con cởi con dòng, lại thêm con nghé mới cực lòng người trăng. Trâu trôi là trâu của Phật, con cởi là con đi qua, mà con dòng thì đi theo con cởi, tất nhiên hai con trâu lớn. Lại thêm con nghé là muốn ám chỉ, mà ngay con trâu nghé là trâu tháng, lại thêm con nghé mới cực lòng người trăng. Đó là qua những cái câu mà ông ba cũng nói như vậy. Tôi nói về con trâu là tôi muốn nói bắt về cái con trâu nghé vậy đó. Khi mà nổ rồi đó, các nước cường quốc nó qua đó, thí dụ cái lệnh đài lộ vẻ mà cái cột cờ này nó dựng lên ở trên chót núi cấm chút sân đền, cột cờ ở trên chót đó là 36 cái số mày đứng là 36.000 mét, cho nên bên tổ thư có Đức Muốn Sư cũng đô tả đó, cho nên nó gọi chiếu sáng vực cả đất nước Việt Nam. Cho nên tôi nhắc lại ông ba nó hào quang chiếu sáng Nam Bang là cái phổ lư nó chứa viên ngọc đó, chiếu sáng vực cả đất nước Việt Nam, mà ông nói đuổi trâu mới ngó thấy, tan quang sớm làng, đuổi trâu là hết con trâu mới ngó thấy, tan quang sớm làng. Như vậy đó thì qua những cái lời này đó, tới cái đợt thứ nhì đó thì ông ba mô tả là tôi nghĩ nổ có một tiếng rồi. Ông nói mấy chừng nào nghe một tiếng âm thanh, chừng nào nghe một tiếng có mổ nổ một tiếng âm thanh, lạ quê lạ kiển, bình minh lạ người, lạ non nước dạng lạ, nói cười mặt mày lơ láo như người phu. Nổ một tiếng này trời đất tối thui, năm chèo xuất hiện trên núi thì thú dữ tràn xuống, gọi là nổ một tiếng này tới phong trần xuống hết nổ rồi. Cho nên cái đoạn khác ông nói nó trong mừng đèn đỏ tỏ xà lông, mà xà đây là rắn, lông là rồng, năm tỵ năm con rắn, mà tháng tỵ là tháng tư, tháng rồng là tháng ba, mà năm rồng là năm 24.
lập thở đông thông long tiền kiến, chữ long là rồng, chữ tiền là trước, chữ kiến là ngó thấy sáng ba giờ ngó tới trước, mà nổ là nổ đầu thứ tư, nó mới xà bì loạn biến một tiếng năm sinh. Xà bì, xà là rắn, bì là da, mới vô đầu năm rắn, chữ biến tiếng âm sinh là nổ một tiếng lên là tới phong thần xuống hết nổ. Cho nên nó trong cái mẫu chuyện bên thầy tôi cũng có nhắc lại đó, anh em có kể qua từ 70-80 năm trước đó, khi mà ông Năm trời đất tấu thua năm chèo xuất hiện rồi, các nước cường quốc nó đem vô lớp nào, nó đem bơm to súng lớn đại bác thành công máy bay tàu chiến để trừ con nghiệt thú này. Mà con nghiệt thú này nó có thần thông, nó bay lên không, nó phun lửa đỏ trời làm cho các nước phải kinh hoàng sợ hãi. Giờ này đó, nó không làm gì được con xấu thần này hết, nó mới đặt bàn hương án, nó cầu trời phản thật vì súng hết nổ rồi. Phải chi giờ này có một bực nào đức trọng tài cao ra tay cứu thế, tôi mới đi trên mặt nước tôi về. Tôi về đó thì tôi hỏi mấy ông cường quốc thấy sao, còn cách nào trị nó được nữa hay không, nếu không được thì đứng qua một bên. Tôi mới dùng thần thông thầy tiêu, tôi kêu con xấu thần nó nghe tôi về là nó biến mất. Tôi mới dùng thần thông tôi kêu nó một tiếng, nó nổi lên từ con xấu bự vậy thường. Tôi thu nó nhỏ lại thành con lân mã, nó chạy trước mặt thầy, nó quỳ hai chân trước xuống coi trên lưng con lân mã này có hàm ấn rõ ràng. Nó mới bước lên lưng nó mà cởi một vòng đầu, nó chạy trên mặt đất, vòng thứ nhì trên lại mặt nước, vòng thứ ba nó bay bổng hư không, nó đáp xuống tại vườn hơi mương án. Chừng nào thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người cùng lai. Cho nên á, từ cái giới đó đó, cho nên á, từ chỗ này cho nên á, Đức Thầy mới nói á, nghĩa là tất cả trong kinh sấm á, Đức Thầy nói ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh, giờ này có quánh phép bên trên trời, tả đạo bằng môn quánh với Phật thánh tiên ở trên trời. Cho nên á, cho nên á là coi như tất cả kinh sấm á, nó đã đều nói vậy. Cho nên á, tới cái giờ cuối đó thì á, cái giờ cuối thì nổ ba tiếng cuối cùng để trở lại chuyển ra đời thượng quan thánh đức, mà trong ông ba cũng có mô tả ba tiếng cuối này nữa. Ông nói tam thinh tiêu hết sử kinh, tam thinh là ba tiếng mà tiêu hết nó sử kinh, nhất thinh tiêu sạch, nhất là một tiếng đầu tiên là tiêu sạch, bình minh Phật còn cửa Phật hơn 10 Sài Gòn, cửa Phật mở ra lúc này là hơn 10 Sài Gòn, lớp là trân châu vũ ngọc khánh còn nôm na, tới đó Bồ Tát ngài gia tăng văn một cõi quốc gia phép tài. Đó là qua những cái câu ba tiếng cuối cùng là, nhưng mà trước khi nổ ba tiếng cuối cùng này ông ba cũng mô tả nhiều lắm. Như vậy đó, nghĩa là tất cả kinh sấm đều ở ghim trước khi này kêu âm binh rao khắp trên không, âm binh nó rao khắp trên không gian trên giữa đường trời ba đêm, vượt trước mênh mông của người, núi tan đất sụp bớ người, di sơn, Di Sơn là dời non đảo hải là lấp biển, thương người thông tin tới đời tam giáo hộ binh, tam giáo là Phật thánh tiên kèm chế được thành mấy diệt tà lập tránh đền đền ba màu nắp chặt này. Đó là qua những câu đó. Thì bây giờ ở đây đó, phân ba tiếng đầu đó, khi mà nổ ba tiếng đó rồi á, tôi mới nhắc trở lại là bây giờ tôi nói qua ông Tiều Lão á, ông Tiều Lão ông cũng tiên tri sắp tới nó xíu xảy ra, nó xảy từ chỗ nào, nó ra sao nó biến chuyển từ tỉnh ở trong các đất nước của Việt Nam này như thế nào. Ông nói ngồi buồn xem khắp thế gian, thấy trong thiên hạ nhộn nhàng lắm thay, năm ngọ chưa mấy tai nạn, năm ngọ là năm 26 chưa mấy tai nạn. Ông nói năm mùi khổ não lắm thời dân ơi, năm mùi là năm 27 khổ não lắm thời dân ơi, tháng 3 bệnh khổ đứng ngồi, tháng 4 phải đấm một hồi chúng sanh. Mau mau cố chí làm đành, gắn công tu niệm không thành cũng ngưng. Tháng 5, tháng 6 tưng bừng bước. Tháng 3 bệnh khổ quá chừng. Tôi cũng ơi lộn cái này để tôi xin đọc lại. Ngồi buồn xem khắp thế gian, thấy trong thiên hạ nhộn nhằn lắm thay, năm ngọ chưa mấy tai nạn, năm mùi khổ não lắm thời dân ơi, tháng 3 bệnh khổ đứng ngồi, tháng 4 phải động một hồi chúng sanh. Mau mau cố chí làm gành lành, gắn công tu niệm không thành cũng ưng. Tháng 5 bệnh khổ tưng bừng bước qua, tháng 6 lễ lừng âm binh, tháng 7 đá nổ ầm ầm bước qua, tháng 8 thấy nằm làng khang, tháng 9 dân chúng nào an, phong thần giáng xuống không tràn đứng đi,
tháng 10 nhiều sự dị kỳ, hổ lan ác thú dị gì nhảy ra. Mà hổ lan đây là muốn nói cái chỗ này là phong thần đó. Chạnh lòng tiều lão si ra, nhân dân cùng trẻ đến già không yên. Ông nói mấy tới năm thân trời hạn khô khan. Quý vị coi năm thân là năm 27, năm thân là năm 28, trời hạn khô khan. Tháng 5 có chúa Minh Hoàng bước ra, âm binh 3 tiếng vậy mà, chỗ này nó nổ 3 tiếng cuối đó, 3 tiếng vậy mà thai hồn đổ xác vậy mà không sai. Thiên cơ lão đã tỏ bài, mặt tình trần thế xem thời nghĩ nghe. Chị em tu khá kiên dè, trồng khoai trồng bắp mùa rè đổ thân. Lúa kia hao hết 3 phần, làm sao ăn đủ lần lần khổ thai. Đói lòng ăn bắp với khoai, chờ cho tới hậu chiều mai coi đời. Ở trên mây bạc giữa trời tiêu thiều, nhạc trỗi lập trời thượng ngơ. Thượng ngơ năm dậu Phật giáng Thất Sơn, ông nói năm dậu Phật giáng thế xuống Thất Sơn mà tại non ông cấm giả trơn thì thường. Bá gia chớ khá lo lường, tu tâm dưỡng tánh lo lường nghĩa nhân. Hào quang Phật chiếu tứ phương, sư thầy có lẽ tỏ trường chẳng sai. Tiều dưng lời Phật giải dài, biên gia một bổn mà dâm bài ca ngâm. Đời này giả điếc giả câm, biết ăn biết nói sâu tâm phần phần. Thân tôi tiều lão ở rừng, đốn củi đậu gạo cầm chừng cũng no. Công danh phú quý thì lo, không lo niệm Phật nằm co kêu trời. Bấy lâu Phật nói quên lời, ngày nay ác thú ra đời nó ăn. Nhìn đời lửa cháy tứ văn, trên non chuyển động binh chàng kéo ra. Như vậy đó, lao sao kẻ khóc mười la mới biết lời Phật dạy mà đẳng chẳng sai. Thì qua những cái tiên tri của ông tiều lão đó, ông tiên tri đó là tất cả tới nữa xảy ra vậy. Bây giờ ông tiên tri nữa tới các chợ phải xảy ra, chợ nào chợ ra là sao sao. Đầu tiên là ông nói Sài Gòn quạnh hiu, hiểu ra là Sài Gòn sơ sát. Bạc Liêu tiệt gốc, Bạc Liêu không còn, Bạc Liêu nữa tiệt gốc là không còn nữa. Châu Đốc dở dang, Tân An không chủ, chợ thủ vắng người. Tháng 9 30 có thiền Bát Nhã, đậu trại Long Châu, Bến Tre thảm sầu, Mỹ Tho Hữu Phước, Trà Vinh khóc mướt, lớn nhỏ xôn xao. Ráng chạy cho mau vô chùa mà trốn, Cần Thơ hết vốn hết gạo hết tiền. Tại tỉnh Long Xuyên ghe thiền không bến, nhà giàu nhà có chẳng có cơm ăn. Tại tỉnh Sóc Trăng sóng thần nổi dậy, ruộng không người cấy nhà cửa quạnh hiu. Ruột khắc chín chiều con kêu cha mẹ, nói qua vạch giá tỉnh ấy bắt hoành. Nhưng mà bình tĩnh mới khỏi đau binh, tôi muốn làm thinh không thèm nói nữa. Thủ Dầu bị lửa bến cát tan hoang, nước tràn lửa dậy. Mấy cô còn nhỏ mấy cậu thanh niên, đừng nói tôi điên đừng cười tôi dại. Bầy dê nó chạy thỉ nghỉ vô rừng, trước mặt đám rừng sau lưng đám lát. Như vậy á thì tất cả ở ông tiều lão này, ông cũng tiên tri về các chợ nữa, là nó xảy ra chợ nào á. Thôi bây giờ đó, ở đây á, tôi cũng xin nhắc quý vị đó, trở về con đường mình phải gấp rút trên con đường tu mà Đức Thầy nói á. Tôi nhắc lại là đời cùng tu gấp mới kịp thầy đó. Như vậy tu gấp thì có cái pháp môn tịnh độ, thầy dạy tất cả trong kinh sấm và ông sư giải ông ba về cũng nhắc về cái pháp môn tịnh độ. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, hay là Nam Mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm thành thử coi. Trì tâm thì quá ít oi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Mới rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tu rơi. Để sau đến việc tả tơi rồi tu sao kịp, chiều mới tu cho thành. Ha là thầy thúc giục thêm là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tinh thoát bồ đề vững chắc. Giữ rừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, thắng thất định giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm, thập tam ma diệt bằng trí kiếm, dứt xong rồi mới vô sự thảnh thơi. Hay là bậc thầy còn dạy nhiều chỗ nữa, chuyên lo niệm Phật để sửa mình cho trơn. Chữ chuyên là cần, mà cần hãy niệm Phật, mà niệm Phật để sửa mình rồi cho trơn. Lắng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím mà quán hờn cũng không. Đờn tây đồi đại đờn đông, trách trong bá tánh là gặp xong quên nguồn. Phàm trần như chỉ gối cuồng, mà còn sai đắm mà theo tuồng lẫn lơ. Lời lầm mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất mà hẩn hờ đàn tiên. Hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc mà chúng khiên quan tài. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rèo no, chỉ có tội phước hay còn. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi dứt lời, tôi cầu nguyện trên hồng ân tam bảo và quay linh của tổ thầy từ bi qua hộ cho quý vị thân tâm thường an lạc, là đạo quả chớm viên thành và tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn được diện tiến của Đức Phật. Thầy chở gót Nam Mô A Di Đà Phật.